bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu các bạn. Hôm nay mình mới vào đàn lợn nha. Đây, mới vào đàn lợn đây. Gầy gầy nhìn con lợn nhìn xưa, giống này nó giống lợn bà máu các bạn. Đây, đây là lợn này nhìn nó không được mỏng nhưng mà lợn này rất hay các bạn ạ. Xương xương này mà nó già lợn này. Nhìn là lợn rất nhiều xương xương lợn. Nó đàn này nó đông quá các bạn, chắc là nó bị thiếu sữa cho nên là nhìn nó khỏi khỏi một tí nhưng mà nó lại thấy nó già lợn. 17 con các bạn. Đấy, đàn lợn ở nhà đấy, mới tách đàn ra bắt về luôn đấy. Một đàn thôi, đàn lợn ba máu. Con này thì bây giờ là 2,1 triệu một con rồi nhé. Mua là 2,1 triệu một con. Đang nhanh không phải là giống to gì đâu nhưng mà cũng 2,1 triệu đấy. Đấy, nhanh lắm. Động cái chạy loạn xạ hết cả lên. Bình quân là 56 cân một con các bạn ạ. Dài thôi rồi luôn. Quay ngang quay dọc nhìn rất dài. Rất chi là dài lợn. Đàn này là 17 con này các bạn ạ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây là đàn lợn trước mình đã giới thiệu các bạn nhé. Đàn lợn mà mua với trọng lượng là 3,5 cân một con. Đàn này 10 con này, giới thiệu các bạn từ trước ấy, 3,5 cân nó mua đấy, mà là 1,950,000. Nhưng mà giờ sau 1,5 tháng các bạn ạ, 1,5 tháng vừa chăm vừa nên là đây đến giờ này thì được 30 cân rồi các bạn nhé. Đấy, đây 30 cân con, 10 con. Lại như video trước mình đưa lên mua là mới có 3,5 cân một con đấy, lúc giá giống đắt nhất trong các thời điểm đắt các bạn. 1,95 triệu gần 2 triệu một con lợn này. Lúc mua là bình quân là 3,5 cân. Nhìn thì giờ thì đều lắm các bạn. Đây, chặn chặn luôn. Giờ là 30 cân một con này. Hy vọng sau khoảng 2 tháng nữa các bạn sẽ được xuất chuồng. Đây, chuồng trại thì chuồng cũ nham nhiều hết cả ra rồi nhưng mà cái này rộng rãi nuôi thoáng, cứ ăn no trong lớn. Siêu ba máu 2 triệu. Đây là cái máy đẻ cho mình gọi nha. Đấy, rất nhiều lần lên sóng cái máy đẻ. Vừa rồi em vừa đẻ ra 21 chú lợn con này các bạn.
lợn hai mề cho nên là chịu chịu lắm, ăn được đâu mà béo luôn đấy, nó không như đàn bên các bạn. Đàn này là siêu bà máu áp siêu cho nên là dài ngoằng ngoẵng gầy. Hy vọng mất khoảng 2-3 cám nữa thì các em sẽ tròn trịa mõng mẹo lên các bạn. Ra lợn ăn thì là lớn thì nhanh thôi. Rất hào ăn rồi. Tranh thủ quảng cáo đi các bạn nha, đây nhãn khoái châu chính gốc nha. Đấy, đến nước rồi các bạn ạ. Ai có nhu cầu mua nhãn quà thì liên hệ nha. Quả siêu to khổng lồ luôn các bạn. Đấy, chùm dài và quả rất to. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Các bạn xem mà thấy hay thì cho mình xin một đăng ký kênh và một chia sẻ và một like để mình có động lực làm tiếp các video tiếp theo nha. Chào các bạn.